trước nha. Chết chị lão dạng rồi, chết chị lão dạng rồi. Không, không bự, nhỏ. Chết chị lão dạng rồi, làm sao mà đỡ được. Hy sinh như cái thật xíu đi. Nó tép mà, con này tép mà. Chừng cái. Rồi. Rồi, vô sai vô chuẩn bồ ơi. Lắm. Tới mình lại chứ. Ghé lỗ nãy mình đâu na làm rồi, lỗ trước là mình cơm, giờ tới lỗ mình. Giờ gán điểm là tới mình cầm đó. Đúng. Lật. Nước chảy quá lật bụng ra này. Mấy anh câu trên đó đem câu dưới nó hút. Ê, lộm, 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 lộm. Ôi nhờ, cũng chảy, chảy gì vậy? Ông Thâm mà ông đóng hự hự. Ông Thâm không biết là có hay không. Ông Thâm mà ông giật không à. Bạo lực lắm ơi bạn. Đó 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 đó, chết chứ mình cơm mà, chết chứ mình cơm mà. Có vẻ to đấy. Ôi, bằng sai. Ngon. Tôm ba. Đúng rồi, 25 con ký. Ê, tới bình đâu này. Gì cứng như rồi xảy vậy. Mình cơm ngồi ngay đó là ngay trung tâm luôn rồi. Con này bự ấy. Tôm. Rồi cá gì lặn cái vậy? Tôm nó bị trôi á. Trời ơi, cá ngát luôn. Ê, giống cá ngát bị cắt kỳ rồi vậy. Phải không? Con cá ngát nó bị bẻ gai rồi mà. Phải không? Vậy là ai làm sảy á. Gì mà nó vẫn ăn. Hay là móc cả xuống không anh? Vô trời vô xuống nó đi. Để bẻ kỳ rồi. Con nó bự rồi, cái đó lụm được rồi. Cái ngát này làm sảy ra mà sao nó dính rồi đó. Nhằm khi ai lúc bắt gớt á, lúc cắt gai xong cái nó gớt á. Có cắt nhỏ thì có cái ngát to thì cái gì nặng đi luôn. Rồi rồi tới công chuyện mình cơm nữa rồi. Bự ở mình đây. Ê ê ê ê, cá gì vậy? Bò chúng cái lỗ ngon là dính lúp súp cho ngài chụp ngang mình luôn nè. Con này nhỏ. Bự hơn con nãy xíu, chụp sao mày gỡ lử luôn á. Ừ. To đấy, to đấy. Lụm. Hay quá anh Bình này. Tôm đúng ngon luôn. Kẹp 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 kẹp. Phải nói nó con tôm kẹp phải. Ư xuống 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 xuống. Ngon quá mấy con ngon này sền quá trời. Sền hả? Không sao mấy sền nó nữa về mình chỉ được. Đúng rồi, thích gì? Trời ơi. Quý. Trời ơi.
Cá dính ly chia nha. Quá trời, cá nó vàng rồi nè. Ừ, bình đồ na dính đi. Ở đây nữa nè, dính nữa nè. Thôi thôi. Thôi thôi, đi câu cây, đi câu tôm mà trúng cái này là gò banh hết. Hư hình hết. Hư mồi hết. Làm lía chía gút đọt. Ừ, làm lía chía xung quanh nè. Nhỏ nữa rồi. Có nhỏ không có to ta. Ờ cái này mà chịu bào là câu chút xíu là nhóc luôn á. Mẹ đi bắt về. Bắt về. Lụm nữa coi mình cơm lụm nữa vậy. Mẹ đi bắt về luôn, thử câu tiêu lên đây. Lụm. Thôi bây giờ mình bào đi. Lụm. Chốt đơn. Rồi dưới sạp mình đi ngồi gỡ. Chứ nói dữ lắm mà sáng giờ chưa bắt là nhóc luôn á. Lý trí mà chia luôn rồi. Rồi bây giờ đánh tốc độ nha. Lộng. Đánh tốc độ đó. Ê anh bình đô na, kia vàng nè. Đó là ê bự cái khác á. Đông nó. Lộng. Lộng ơi dướng nhau vậy bạn. Chống hai mình. Ôi trời ơi mình ơi, mới để xuống ổ xí cho đụng đất nó quất luôn rồi. Mới để xuống chưa đụng đất nó ăn ông nội, ăn trên tay quá. Cái này mới chèo lửng lửng ăn tốc độ luôn á. Mới thả xuống cây này nó chưa đụng đất nữa, nó táp rồi mà hụt. Này mà đánh cái lửa nhỏ cá nó ăn thôi rồi luôn. Lửa cá. Đó 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 đó. Tăng 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 tăng. Mày cái mày giật cái luôn. Lóc e con này bự. Con này bự à. Quăng quăng anh à. Lấm. Một nút luôn. Lấm. Tốc độ luôn rồi. Chơi giờ. Ơi bự à. Bự à. Bự chạy nó mày ăn nha, chỗ bà đứng quặng đó không ăn ha. Đứng quặng bắt tôm đi. Tới luôn được chứ. Bào. Bà công sức tối đa. Lộng. Không kịp bóp mồi luôn rồi. Mỏi cục. Dữ rồi. Lý lịa chứ rồi. Đó đó bên nay cái vàng kìa. Nó nói ở chừng tôm rồi đóng cái tét ngõ. Dính rồi bên đâu nay ơi cái vàng ở đây nè. Dính nào. Đốm. Bữa bữa. Đù. Ngon. Cá ăn như điên. Cái này móc cái con hà, bắt con hà bự á. Nó ăn nó phái dữ nữa, béo. Cá rồi kìa, dính rồi kìa, quýu đọt rồi kìa. Ê, lỗi cần luôn rồi kìa. Ui, dính rồi. Trời ơi, hai con luôn, double kill. Lâm. Đây, con bên đây bự á.
lắm. Quá lía lịa chân ơi. Ê bự à, to đấy. Ê đợi mình với, đợi mình với bạn ơi. Mình có nè. Dính luôn hả? Mỏi cần luôn rồi hả? Trời ơi trời. Thấy ghê thiệt chứ. Tự gỡ đi. Ờ có cho gỗ mình cơm bây giờ đắt hết nhỏ hồi tới bự à. Đúng. Cá ăn không kịp bóp mồi. Có fan ngồi trên bờ kìa. Quá. Quá xá bà xa rồi. Quá xá bà xa thì có. Cá quá trời, bây giờ tôm không mở phải không ơi. Chưa gỡ con đó nó giật kia kia nè nha. Ăn có luôn. Đè dính rồi, ra ra cái vàng ngoài đây nè. Bào cá. Cá tôm mà bào cá. Ê, to đấy, to đấy. Bự ghế, bự á. Đồ kéo tốc độ hồi dính tôm giật luôn bự á. Lù dằn cháy. Đáng phải cục lăn xe coi. Lấp, 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 lấp. Thằng xe đâu ăn thì giờ bộ ơi. À, hai em đi chiêu rồi em ta. Đó, đó dính cây bên trong rồi kìa, nó ăn lửng hả? Tôm rồi đeo vô căng cá. Tới dắt mẹ dí đô na rồi. Dí mình đô na rồi. Không kịp móc mồi. Sao về hả vô bờ? Dễ rồi. Mình dính nhau rồi bạn ơi. Đấu mồi luôn rồi nè. Thử đấu lưỡi luôn rồi đó. Chơi đầu về. Quá xá bà xa bãi chiến trường các bạn ơi. Nhắc này anh em mình về. Tại mình nuôi nai với bình cơm về mắc đi đi trực. Lấy nước xói xói rửa một cái. Để lên nhà khui tổng thành quả luôn bạn ơi. Thảy xuống dưới cho nó sống. Chút nào gọn đồ hết ra đem lên.
Quá xa. Không ai mượn. Vậy bên trước phải không? Bà hai đi vô đi, bà. Không à. 3 kg 3. Để bỏ xuống hết luôn đi, đừng hồi chữ rộng. 3 kg 4. Rồi. 3 kg mấy nha mọi người? Đổ rồi bà nó nè. Còn nào hơn 2 kg tôm. Con càng bự ra rồi bỏ lên nào thử nó nhiêu vậy. Còn tôm con nào nay 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 không. Không gì hết rồi đó. Kiếm cái gì? Cái càng. Làm cái càng nó đang cân chứ về. Không sao, cắt hết trơn rồi. Gãy cái càng này nè. Nó đó. Đây cái chưa dặn cái cân lại, chưa có dặn cái cân, chưa. Rồi. Ủa có 2 lạng vậy trời. 2 lạng má ơi, cái cân nghe chưa? Ờ đúng rồi. 2 lạng ông ơi. Sao con dạng đâu con nào? Con nào mập mập bự nhất á, con nào nặng nhất á. Đồ chết luôn rồi. Đâu phải con đó. Con đó cơ mà. Nè. Đúng rồi đó. Con cọc dây đó, cần lửa đó đó. Ê, hơn nha, 240 nha. Bự hơn đâu, con này mập hơn, còn có ông đâu. Ờ. Hãy con đó xuống đây. Dễ gì. Đâu có lợi đâu mấy bạn ơi. Bạn chỉ được nhiều ngày thôi. Quá xa cả nè. Rồi, sắp hàng coi. Còn nào nay nay nay. Đó. Ít ít nhưng mà chất lượng chà không. Quá trời. Đây nữa nè, cô tin này. Con này của con. Ôi tính ra mình nhất ngày nha bạn. Ê, con tôm này cái đầu của nó hết biết luôn. Câu. Ok, xin chào mọi người. Ê, con tôm các video tiếp theo nha. Wow. Trời ơi, làm dấu còn hai cái càng gì không hả? Đâu có, nó kẹp đứt càng luôn nè. Rồi xong. Con này hết ngon, không ngon ha. Nè. Anh Bình nó trễ. Thành quả. Con này cái bụng nó phì dữ vậy. Thì đúng rồi, mở hả? Mở. Dạ chết. Thay nước đi đem rộng rộng đi anh. Quá dữ. Ê, con cá này còn sống nè. Thì sống không á. Đó. Thành quả quá dữ. Lâu lâu dắt Bình xuống Bình bào quá. Tính ra mình vẫn nhất ngày. Được mấy con cá ngát. Con còn cái chim ngát bị tôm kẹp ngủm hết trơn rồi. Con cá này bự. Ủa lộn. Tôm hả? Quá xà đã. Đó. Đúng đã luôn. Cái này là cái gì luôn? Nhưng mà hai ba lộn lên quần á. Nó mà lộn mà lộn con chết, lộn con này nó kẹp một cái là sức luôn mà hai. Ê có hai con với thôi. Lụm bạn ơi. Nổi lửa lên. Đó, chắc này mình nướng mấy tôm cho cô Tiên với Thảo Quy. Đây con này mình câu dính nè. Lần đầu tiên đi câu xong mà dính con tôm, lần đầu tiên đi câu tôm mà dính con tôm bự nhất vậy luôn á. Lột cái thùng ra. Hả? Nó kẹp á. Nè tính ra Bình Dona câu dính nhiều nhất. Tới Bình Cơm mình câu dính con bự này với con tơ tơ với lại từng hai băng tôm lóng nha, mình câu ít nhất nhưng mà được cái nhất chất lượng con to nhất. Ồ, nó bự cầm tay mình luôn, con này to hết biết luôn nè. Rồi con này câu chỗ cầu cảng kéo đúng sướng luôn, nước nó chảy thì nước sâu nữa, kéo con tôm không lên luôn, tính dướng nhánh trà không à. Quá xà đã. Đã thiệt chứ, sướng. Mày mốt chắc bỏ nghề cá chuyển qua đi câu tôm quá sướng rồi. Kéo mấy tôm càng lên thứ nào chịu nổi thiệt chứ. Mà mốt bật chế độ bào mới được. Này à. Đúng rồi. Này có anh em xuống chỉ cho ông khóa câu tôm. Lụm mơ mốt hai chồng đi bào. Cho mấy ông ế luôn. Ngon. Phê thiệt. Này nói chung mà nước hơi chảy mạnh quá nên không có câu được nhiều. Nhưng mà nhiều đây cũng thành công rồi. Đối với mình là sướng rồi đó. Quá tuyệt vời. Hình như được đâu 3 hay 4 con bự gì nè, 4 con bự to gì nè. Cá này thì cũng 7-8 con, 5-6 con, 6-7 con. Cá chục tầm bự. Lửa và tôm.
tôm mà bỏ vô cái lò, cứng cái lò luôn các bạn ơi. Đầy cái lò luôn rồi. Dữ dằn tôm thiệt chứ. Này hồi mình nướng cho nó sương sương cho mình xẻ ra, mình ốp vào cái nước mỡ hành của mình vô cho nó thơm. Gia vị hả? Quá đầy tôm luôn rồi. Nướng này bạn nướng mỡ hành hay này bạn nướng phô mai á cũng ngon, bơ tỏi luôn. Này mình nướng mắm, nước mắm mỡ. Mắm mỡ không có hành, tại mấy đứa nhỏ nó không ăn hành. Đó, mình cho nước mắm vô với mỡ vô với đường này nè cho nó thơm thơm béo béo ngọt ngọt cho thấm vô thịt cũng dễ ăn. Chứ mình nướng không thì lạc quá. Xẻ cái lưng ra. Này có bơ tỏi ha, xúi dưới vô đây nè. Hoặc là phô mai gì đó ha. Tới công chuyện luôn. Quá đã bạn ơi, bốc khói bựng 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 luôn rồi. Đỏ chét chưa? Tôm nước ngọt bạn nướng nó đỏ ché vậy đó. Còn tôm mà ở dùng nước lợ xích xích với cù lô dung nữa, nước lợ á. Hay là qua bánh tre đó. Bạn nướng lên cái con tôm nó cái vỏ nó muối, vỏ trắng tươi à. Còn tôm mình đây nước ngọt là nướng ra cái vỏ nó đỏ lòm à. Thịt nó ngọt nữa. Quá xa đã, bóng lưỡng luôn bạn ơi. Thứ nào chịu nổi. Chiều cũng trễ anh em ai cũng có chuyện không ở lại. Nướng kiểu này mà đẩy dài lon một cái là thôi rồi luôn. Ui, sướng. Ấp lạnh nữa ha. Để bữa nào đi, hẹn dịp nào đi. Hẹn dịp nào anh em mình chiến xong lên làm trận cho đã. Wow. Khói bựng 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 luôn rồi. Tiên con nhỏ cho bốn con luôn à. Đó tiên hai con, Quyên hai con rồi lắm. Con hai ba con một con bự nè. Con bự rồi hả? Chia hai ba con phải không? Rồi ra chia hai đi rồi cha ăn càng bậy bạ nó thôi, cha mẹ ăn càng ăn chung hả? Mới ngơ bàn đi con. Rồi thành quả nay được dĩa tôm cho mấy đứa nhỏ vậy lắm rồi bạn ơi. Rồi cho mình cũng kết thúc clip đây luôn nha. Hẹn vài bữa hai chồng mình đi rủ mấy anh em xuống bào tiếp hay là hai chồng mình đi bào nữa. Chào bạn nha, gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo nha. Này sướng 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 sướng.